Em cho một hộp 10 cái luôn. Cho hộp cô mang về nhà. Cho cái mơ tây. Còn mỗi đậu xanh không nhỉ? Cho hộp giấy cho cô. Bên kia lại còn cún, còn trà xanh, lại hết đậu xanh. Hôm nay ổi hồng lại mới à? Thế là không còn nổi hồng à? Phải bao lâu nữa không? 5 phút nữa rồi. 5 phút nữa mình chờ được. Mơ tây có không? Được rồi. 5 phút nữa thì khoảng 3 giờ. Đậu xanh thì ăn quen quá.